thì đến đây một không gian tình thương bức tương ấm cúng như thế này, và cũng may mắn là hôm nay là trời rất là tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, đẹp mát mẻ đến đây trong một ngày làm việc rất giả tối đến đây thưởng thức những món ăn và những nước uống thật là ngon và hấp dẫn. Rồi xem chương trình nữa mà xem những người mình yêu thương yêu thích thì quá là tuyệt vời, phải không ạ? Bây giờ Ngân Tướng xin phép gửi bài hồi nãy giờ ca nhạc không phải giờ mình ca cổ. Dạ. Ở đây chắc cũng nhiều người yêu mến cải lương đúng không ạ? Nhất là yêu mến ông Hoàng Hồ Quảng cải lương Vũ Linh đúng không? Nhưng mà giờ dân Ngân Tướng hát. Bây giờ xin phép gửi ra bài Tân Ngộ Giao Duyên của Đức Dễ Thương ở miền Tây. Ở đây có ai miền Tây không ạ? Quá đúng không? Vậy chứ đối với người miền Tây, cô gái mặc chiếc áo nào đẹp nhất? Ồ, ai có đối với áo bà đúng không? Rồi, xin gửi đến bài Tân Cổ Duyên mang tên Chiếc Áo Bà. Mạch lộ nhỉ luôn. Đâu bấm đi. Em ơi! Em có biết rằng chiếc áo bà ba rất là đẹp hay không? Rồi em đây sẽ biết tình thương bớ thương em. Bây giờ tình thương bớ thương cầm thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Cảm ơn chị của chúng em nha. Bây giờ sẽ gửi đến bài hát khác nha. Bài hát này cũng rất là dễ thương. Âm thanh hơi bị trục trặc xíu. Âm thanh ơi, ổn định lại chưa? Hôm nay rất là vui gặp được bà con cô bác ở đây. Bây giờ sẽ ca một bài hát khác nha. Bị ve nó cắn rồi cả nhà ơi. Bị ve nó cắn. Bị ve nó cắn rồi. Ông anh này bị gì vậy? Thôi bây giờ đó, hình như là cái bài đó không hên rồi sao? Bài cho này nó vui hơn nữa nha. Cũng là miền Tây, hình như là hôm nay đây không có ai máu bà ba cho nên không có hạ hay sao? Bây giờ thì cũng là người miền Tây mà đố tất cả những người thân thương đi đây. Người đàn ông nào ăn chơi nổi tiếng nhất miền Tây? Công tử Bạc Liêu. Ai? Công tử Bạc Liêu. Dạ đúng luôn. Bây giờ Ngân Tướng xin phép gửi đến bài Tân Cổ Giao Duyên mà sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, lời giọng cổ do chính Ngân Tướng sáng tác để tặng cho tất cả người thân thương nơi đây. Bài hát được mang tên Công tử Bạc Liêu. Let go. Nhạc lớn lên nào, cho nó sung lên. Xin được giới thiệu anh công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong vùng, gia tài bạc tỷ, của cái đời nhà cũng lúa mà bị nhiêu cho mà nói chi nhiều, nhà to anh có vài căn mà nói dài chân anh có vài chân, xe hơi xe hút nàng lao đốt ở ngoài sân, mấy cái đồ quỷ sứ anh chạy được dài lần mà đất nhà anh thì khò vai gãy cánh cánh đôi khi muốn thăm đồng phải lên tận mây xanh, phải lên mây xanh rồi khi anh thấy lạnh hút tiếu xì gà uống rượu chen đá anh đầy thành đầy anh có thói quen là đố tay mà lẩu chung có phải quen anh không mà đơn giản là lẩu chân chơi thầm thường đối với anh thì đâu xuống nên sẽ còn cánh tay cánh ghét sao lưng nhưng mà không sao đâu anh vẫn bao ngầu anh còn chưa bao lâu anh vẫn bao giàu không cần hôn tôi nhau cho nó đau đầu tiền tài mỹ nữ nó cứ lao vào lao vào lao vào lao vào nghe tiếng đàn ai đau sao có như sống lại buồn cao dân nhà đầu khi ba liêu nhân viên uống lại giấc ngủ vàng son một người để như ngày đó lúc dài ngàn tuổi bò bay thẳng cánh nhìn ngoài
công tử đủ chi có tiền đấu chứng, đó ra mình ai